Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một bé, một bạn bully rất là ngầu luôn. Đấy. Không giống như con trước nhé. Em này là một em cún đực. Về tương lai thì ai mà nói trước được. Bác này nhìn nhé, khung gọng này. Ở cái mặt này anh xem nào. Đó. Khá là gắt nhỉ. Gắt gọc quá. Ông bạn ấy ngủ luôn rồi thì phải. Ngủ luôn mới sợ chứ. Để mình lấy camera này nhé. Này bạn gì ơi. Bạn gì ơi, bạn ngủ à? À, vừa mới lấy bạn ở đây mà bạn lại làm giấc như thế này á. Các bác thấy đẹp không? Em này là mũi bé này là tịt luôn. Đầu rất to nhá. Mũi ngắn. Đấy. Lùn tịt. Có bố rất là lùn, có mẹ cũng khá là lùn luôn. Đấy. Hy vọng là sẽ có một tương lai cực kỳ tươi sáng đang đợi em đấy. Chẳng hiểu sao nhưng mình nhìn con nào mình cũng thấy rất đẹp, rất là đẹp. Ngủ luôn rồi kìa. Mình mỗi ngày mình sẽ cố gắng quay một clip về một mũi bé cho mọi người cùng thưởng thức nhé. Đấy. Oh. Dạo này kênh YouTube của mình trầm quá. Lượt đăng ký bị xóa bỏ. Giờ về trạng thái về không. Nên là lượt tương tác với mọi người thì cũng rất là ít. Đấy, thì bây giờ lại chịu khó ra nhiều video một chút để mọi người biết đến kênh của mình hơn. Thì chúng ta lại có dịp về trao đổi, nói chuyện về những chú cún gì đấy. Đứng sâu nhé. Các bạn nhìn nhé, quan sát nhé. Thấy không? Một tướng táo. Quá khủng. Quá ngon cho một bé đực rất là chất lượng. Tôi nói thật với các bác chứ những em như thế này tôi rất là tâm huyết với những em như thế này. Nói là các em đẹp thật.
nếu mà vào chuyển nhượng thì không biết có cái giá nào. Đấy. Lỡ yêu rồi thì biết làm sao. Đẹp nhỉ các bác nhỉ, các bác thấy đẹp không, trông như một thiên thần thế nhỉ. Úi, làm gì đây, bò và chẳng ngã, bây giờ xa xa nha, bắt theo lùn khuỳnh này, mũi exotic exotoác đậm chất đấy. Này bạn ơi, bạn ngủ say bạn đừng cứ ngoi ngoi mà bạn bị ngã đấy nhá. Hôm nay thời tiết nóng quá, xem bạn ấy thở kìa. Đấy, để thôi mình cho bạn đi về đàn nhé. Chào tất cả mọi người nhá. Mình về đàn Vũ Ti đây. Em này thì sao? Em này đấy, em cái lần trước đây. Mỗi một clip lại thêm một bé nữa nhá. Đấy. Một cái mặt này anh xem nào.